Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại thì Thanh đang có mặt ở đây là ngay ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng tham khảo với em một vị trí lô đất giá rẻ, chủ nhà cần tiền bán, gửi tụi em quay bán vào thời điểm hiện tại đây cả nhà. Dạ thì lô đất hôm nay của Thanh quay, chiều ngang mặt tiền có thể hiện rõ trong sổ của mình sẽ là 11m. 11m mặt tiền đường trước và đuôi của mình nở hậu ra 16m, cũng đồng thời là mặt tiền phía sau đuôi của mình. Còn chiều dài hai cạnh của mình sẽ được 52 và 63. Trên sổ sách của mình thì đã có sẵn là 50m đất thổ cư và đất còn lại của mình sẽ là đất trồng cây lâu năm. Lô đất Thanh đang quay ở đây là sổ sách pháp lý rõ ràng, cũng như là đất thị trấn của mình. Với toàn bộ diện tích Thanh quay, mình có thể chia được làm hai sổ nha quý cô chú anh chị mình. Đất thị trấn của mình chỉ cần trên chưa đủ 500m² mà có thổ cư, cũng chia được làm hai sổ nha quý cô chú anh chị. Và đặc biệt hơn, trên đường mà di chuyển vào tới lô đất hôm nay của Thanh quay, mình sẽ di chuyển qua những nhà máy, xí nghiệp, công ty điều là nằm tại thị trấn Thanh Bình của mình. Còn đi theo cái tuyến đường Thanh đang quay ở đây để quý cô chú anh chị di chuyển ra ngay cụm trung tâm hành chính huyện, chỉ dao động vào có 1,7 km. Còn di chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 149 km và gần hơn là Bình Dương 103 km. Còn từ Đồng Xoài, quý cô chú anh chị mình di chuyển theo quốc lộ 14 qua trên em sẽ là 67 km. Và đây quý cô chú anh chị mình, con đường đây sẽ dẫn trực tiếp vào trong lô đất hôm nay Thanh quay. Thì từ cái vị trí của tay Thanh quay đây để quý cô chú anh chị di chuyển vào tới lô đất là khoảng 50m, Thanh đi bộ cũng được nha cả nhà. Thì với một lô đất thị trấn, sổ sẵn, sổ đầu đuôi hai mặt tiền, cũng như đã có sẵn 50m đất thổ cư mà tổng chủ nhà bán hết chỉ có 299 triệu bao sổ sách pháp lý cho quý cô chú anh chị của mình. Cả nhà thấy nguồn đất Thanh đang quay phù hợp thì liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh gửi toàn bộ thông tin cho cả nhà cùng theo dõi với em luôn. Lô đất của mình ở đây là đường đi thuận tiện, xe ô tô lớn nhỏ di chuyển thoải mái, cũng như cáp điện wifi là đầy đủ nha quý cô chú anh chị mình. Đó, bây giờ là Thanh đang di chuyển vào, mình chỉ đi bộ là tới ngay cái lô đất của Thanh quay. Và Thanh cũng rất mong cả nhà sẽ chịu khó theo dõi hết video của em, thì Thanh sẽ có quay trên flycam để cả nhà quan sát được toàn bộ đầu đuôi, cũng như từ trên xuống dưới cho cả nhà sẽ quan sát hết được toàn bộ diện tích hôm nay Thanh quay. Thanh quay lúc này là khoảng hơn 2 giờ chiều, trời cũng cực kỳ là nắng nha cả nhà mình. Không biết ở nơi của quý cô chú anh chị là đang mùa như thế nào, nhưng mà riêng Bình Phước của mình là đang mùa khô nhé quý cô chú anh chị, cũng như là mùa nắng nhất của trong một năm. Đây quý cô chú anh chị mình. Dạ thì đây là cái điểm đầu tiên. Từ vị trí của tay Thanh chỉ đây, mình chạy thẳng cái cạnh đây xuống thì chiều dài của mình sẽ được là 63m. Và ngay cái mặt tiền đường đất lớn này của mình sẽ được là 11m. Và cả nhà mình thấy này, đường đất lớn của mình ở đây là hai xe ô tô né nhau thoải mái, cũng như cái mặt tiền đây của mình sẽ là hướng chính nam nha quý cô chú anh chị. Còn đất của mình thì cao hơn mặt tiền đường, cũng như chất đất là đất thịt. Và trên đất thì đang có trồng cao su non, cũng như là đang trồng tiêu. Chủ nhà sẽ giữ nguyên hiện trạng như thế này cho cả nhà mình. Và video hình ảnh Thanh quay ở đây hoàn toàn là thực tế. Khi quý cô chú anh chị mình lên, sẽ có địa chính vào, đo đạc, cắm mốc, cắm danh, đảm bảo video và đất Thanh quay hoàn toàn là thực tế. Thì từ cái vị trí đầu tiên đây của mình chạy qua tới đây sẽ là được 11m này cả nhà mình. Đó là mình tới cái điểm tay của Thanh chỉ đây là mình sẽ được 11m. Và cạnh đây của mình chạy vào sẽ được là 52m. Và mình sẽ được sở hữu là 16m mặt tiền đường phía sau. Bây giờ thì Thanh mời cả nhà cùng di chuyển vào trong đất và xem cái mặt tiền phía sau cùng với em nha.
Dạ đây nha cả nhà, lúc nãy thì Thanh đứng ở ngoài quay từ cái mốc đầu tiên của mình, và đây của mình sẽ chạy thẳng như thế này đây. Cái mặt tiền chính của mình thì sẽ là hướng Nam, còn cái mặt tiền đằng sau đây của mình thì sẽ là hướng Tây Bắc nha quý cô chú anh chị mình. Đó. Dạ thì với một nguồn đất thị trấn sổ có thể tách ra được hai sổ cho quý cô chú anh chị của mình có thể làm trao tặng cho con cái hoặc mua đầu tư làm của. Và cái giá thì Thanh thấy phù hợp nên quay cho cả nhà cùng theo dõi với em. Còn như cả nhà cảm thấy nguồn đất phù hợp thì gọi điện trực tiếp cho Thanh nha. Ngoài ra nếu như clip Thanh quay ở đây quý cô chú anh chị mình thấy chưa phù hợp thì Thanh cùng mời cả nhà di chuyển vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước. Trong kênh của Thanh thì em quay rất nhiều từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Thanh rất mong sẽ có những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị mình. Và hơn hết nữa rất mong được cả nhà tin tưởng, yêu thương. Thanh sẽ gửi gắm những nguồn đất pháp lý an toàn, sổ đẹp cũng như là mua làm cũ, đầu tư, sinh lời. Rất mong cả nhà sẽ sinh lời trên những mảnh đất đã mua bên kênh của em nha. Còn chất đất của mình ở đây là đất thịt có pha sỏi nhỏ nha cả nhà. Đó. Bây giờ là Thanh đang quay ra cái phía sau cũng như là mình sẽ có một cái mặt tiền đằng sau nha cả nhà mình. Đó, bây giờ là Thanh quay ra sau này, cả nhà có thấy cái mặt tiền đằng sau không? Đây là mặt tiền đằng sau của mình nha. Đó. Đây này cả nhà. Đó, đây là cái mặt tiền đằng sau của mình. Thanh đứng ở trong đất để quay ra cho cả nhà mình cùng xem với Thanh luôn. Thì riêng cái mặt tiền đằng sau đây của mình nở hậu tới 16 mét luôn quý cô chú anh chị mình. Còn từ ngoài đường nhựa liên xã thuộc của ấp Thanh Sơn vào trong mình đây chỉ có 50 mét thôi. Đó, còn cả nhà mà di chuyển ra ngay cụm trung tâm hành chính chỉ có 1,7 km. Thì với toàn bộ một lô đất thị trấn giá rẻ, chủ nhà cần tiền gửi tụi em quay bán sẽ là 11 mét đầu thể hiện trong sổ. Chiều dài hai cạnh là 52 và 63, đặc biệt là đất của mình đã có sẵn 50 mét đất thổ cư. Đuôi của mình nở hậu ra 16 mét, sổ của mình cực kỳ đẹp, cả nhà cũng đã xem hình sổ với Thanh rồi ha. Thì toàn bộ cái lô đất Thanh quay ở đây chủ nhà mong muốn bán hết là 299 triệu, bao sổ sách, đo đạc, giao sổ cũng như là đất video hoàn toàn là thực tế cho quý cô chú anh chị của mình. Bây giờ thì Thanh mời cả nhà cùng xem hình ảnh trên flycam trước khi Thanh kết thúc video nha.